Ngày 24 tháng 5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận trình báo của 4 gia đình về việc 5 người con của họ bị lừa đảo sang Lào làm việc, bị đánh đập, đòi tiền chuộc. Trong số 4 gia đình đến trình báo có 3 gia đình ở tỉnh Hà Tĩnh và 1 gia đình ở tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, 5 người con của họ bị lừa sang Lào làm việc, hiện đang bị các đối tượng đe dọa, đánh đập, khống chế, yêu cầu gia đình chuyển 2,5 tỷ đồng tiền chuộc thì mới thả người. Qua làm việc với gia đình các nạn nhân, bước đầu cơ quan công an xác định thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thông qua mạng xã hội, các đối tượng đăng tải quảng cáo tuyển người làm việc tại Lào có độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi, kể cả nam và nữ. Sau khi sang Lào, thời gian đầu các nạn nhân vẫn liên lạc về gia đình bình thường, được các đối tượng bố trí nơi ăn nghỉ, việc làm và trả lương trong 3 tháng đầu nhằm tạo niềm tin đối với nạn nhân. Những tháng tiếp theo, đối tượng bắt đầu yêu cầu nạn nhân liên lạc về gia đình để gửi các nhu yếu phẩm sang Lào, sau đó vu khống cho nạn nhân trộm cắp tài sản, rồi khống chế, đánh đập nạn nhân, yêu cầu họ liên lạc về gia đình chuyển tiền chuộc 500 triệu đồng một người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa, sinh năm 1989, trú tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, về tội thu thập, tàn trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, quy định tại Điều 291 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, khoảng tháng 5 2022, Hoàng Văn Nghĩa được một người phụ nữ có tên là Sophia, tên tiếng Việt là Ngọc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, liên lạc với Nghĩa qua ứng dụng Telegram nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công 100 đô la Mỹ cho một tài khoản với một tháng. Với số tiền hấp dẫn là dễ kiếm, nên Nghĩa đã đồng ý và thực hiện theo hướng dẫn của Ngọc đăng ký tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, MBBank. Sau khoảng 2 tháng thực hiện, thấy Ngọc trả tiền đúng như thỏa thuận, Nghĩa tiếp tục sử dụng tên, giấy tờ của những người thân trong gia đình, anh em họ hàng, bạn bè khu vực huyện Hòa An và tỉnh Bắc Cạn, mua thêm SIM, mở thêm tài khoản ngân hàng để hưởng lợi tiền hàng tháng từ Ngọc. Đối tượng Hoàng Văn Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, đã thuê thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Cạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ Ngọc 60 đến 70 triệu đồng một tháng. Căn cứ vào kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, số tiền chuyển qua các tài khoản hơn 978 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hướng nghiệp tỉnh Phú Yên và tuyên phạt bị cáo Phạm Tấn Hoàng, Giám đốc Trung tâm 2 năm tù, án treo, Phạm Thị Mỹ Hòa, kế toán Trung tâm 1 năm 6 tháng tù, án treo. Theo cáo trạng, trong 2 năm 2019 và 2020, vì không đủ giáo viên dạy nghề lái xe ô tô các hạng theo lưu lượng học viên đăng ký, nên ông Phạm Tấn Hoàng và bà Phạm Thị Mỹ Hòa đã thống nhất với một số cán bộ của trung tâm ký hợp đồng lao động với 87 giáo viên thỉnh giảng và ghi tên 22 giáo viên cơ hữu của trung tâm vào trong hồ sơ kế hoạch đào tạo các lớp dạy nghề lái xe ô tô để đủ điều kiện được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cấp giấy phép đào tạo nghề lái xe. Trong đó có 86 giáo viên thỉnh giảng và 12 giáo viên cơ hữu không dạy lái xe, 8 giáo viên cơ hữu không dạy lái xe một số tháng. Tuy nhiên, ông Phạm Tấn Hoàng và bà Phạm Thị Mỹ Hòa đã thống nhất để các giáo viên viết ký khống vào sổ lên lớp, sổ theo dõi thực hành lái xe nhằm hợp thức việc đào tạo nghề lái xe. Sau đó, bà Hòa làm chứng từ thanh toán và ông Hoàng ký duyệt chi số tiền 500.000 đồng một người một tháng, tổng số tiền là 826,5 triệu đồng. Việc duyệt chi số tiền 500.000 đồng một người một tháng được ghi trong hợp đồng lao động của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hướng nghiệp tỉnh Phú Yên với giáo viên thỉnh giảng, giáo viên cơ hữu, không phân công giảng dạy lái xe ô tô và căn cứ theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm về quy định phụ cấp trách nhiệm cho giáo viên dạy lái xe kiêm nhiệm theo mức khoáng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên kết luận, ông Phạm Tấn Hoàng và bà Phạm Thị Mỹ Hòa đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, giả mạo chứng từ kế toán, thanh toán tiền cho giáo viên, sửa chữa xe ô tô không đúng quy định, gây thiệt hại cho nhà nước trên 892 triệu đồng. Sau gần một tuần xét xử sơ thẩm ngày 23 tháng 5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Lê Trung Nguyên Khôi, sinh năm 1975, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp, mức án 16 năm tù về tội tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ Luật Hình sự. Bị cáo Khôi không được đảm nhận chức vụ trong thời hạn 3 năm kể từ khi chấp hành xong án phạt tù.
Hội đồng xét xử đánh giá với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật chủ tài khoản của công ty cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp, bị cáo Khôi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn và quy định về việc chi lương thưởng đối với hình thức hoạt động của công ty cổ phần. Bị cáo đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới làm thủ tục ký duyệt ủy nhiệm chi để chi lương thưởng cho bản thân không đúng quy định, chiếm đoạt của công ty số tiền 3,95 tỷ đồng, trong đó đã trừ 50 triệu đồng tiền lương tháng 1 năm 2022 mà Khôi được hưởng theo quy định. Theo cáo trạng, công ty cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp với ngành nghề kinh doanh khí hóa lỏng vốn điều lệ 60 tỷ đồng, trong đó công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp Petimex góp vốn 20,4 tỷ đồng. Hội đồng quản trị công ty cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp có 6 thành viên, bị cáo Khôi và ông Đinh Văn Hoàng, giám đốc công ty cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp là hai thành viên đại diện phần vốn góp của Petimex tại công ty cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp. Mỗi tháng bị cáo Khôi hưởng mức lương 50 triệu đồng. Ngày 23 tháng 5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cho biết đã dẫn giải tàu mang số hiệu HD2476 vận chuyển khoảng 200 mét khối cát không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301 để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, trên khu vực biển cách cửa Hàm Luông, tỉnh Bến Tre về phía đông khoảng 20 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phát hiện tàu mang số hiệu HD2476 có số đăng kiểm V340-01698 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 6 thuyền viên do ông Vũ Văn Bảy, sinh năm 1979, quê tỉnh Hải Dương, làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu, trên tàu đang chở khoảng 200 mét khối cát nhưng không có giấy tờ chứng minh hợp pháp theo quy định của pháp luật.